chào các bạn kinh xe phong cách 24 giờ. Rim huyền thoại chuyển xanh siêu thời đại của dân chơi Việt. Honda Rim là một trong chiến mã đã trở thành cái tượng đài trong lòng người tiêu dùng Việt trong suốt thời gian qua. 20 năm trước nó là cả một tài sản, ước mơ của mỗi gia đình, và 20 năm sau nó vẫn còn giá trị. Những cụ biker lão luyện luôn yêu thích nó và luôn tìm cách để đưa chiến mã của mình lên một tầm cao mới để đi xuyên vào cái thời đại của làng xe Việt trong hiện nay. Và tương tự như vậy, chiếc Rim đậu dưới đây được chủ nhân của nó lột xác nhẹ nhàng với những món đồ chơi kiển được trang bị thêm chiếc xế. Phần đầu nhẹ nhàng với cái ốc vương liệm titan được gắn ở chân kính là cực đẹp, rổ trước để đựng đồ rất tiện ích. Đồng hồ Casio Rim cực đẹp với cái nền LCD chứa những thông số chức năng tiện ích. Trợ lực Colin hàng hiệu giúp vững tay lái ở ngưỡng độ cao cũng như tăng thêm độ thẩm mỹ chiếc xế với cái núm bông tăng chỉnh CNC ánh vàng cực đẹp. Góc trình mờ ảo với ốc mâm lửa 7 màu phục Colin hàng hiệu giúp cải thiện độ nhúng êm ái hơn cũng như tạo thêm độ thẩm mỹ thu hút hơn với cái lò xo vàng cực đẹp và đầy nổi bật. Góc nhìn đầy cuốn hút với cái niềm siêu đẹp với cái bộ cầm đặt cực kỳ bóng. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại clip tiếp, nhớ like, share, subscribe.